Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hùng Tiến xin tái ngộ cùng quý vị. Như lần phát hành lần trước, chúng tôi đã nói chuyện sơ về cái chính sách đối ngoại của ông tân tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay một lần nữa chúng tôi cũng tiếp tục cái câu chuyện này với ông Đỗ Như Điền trong phòng thu hành của chúng tôi, mà topic hôm nay của chúng tôi là đối ngoại, phải không chú? Vâng, cảm ơn quý thính giả và cảm ơn anh Tiết. Lần trước chúng ta nói tới chuyện trong nhà. Bây giờ từ trong nhà Đi lại đi nhìn lại dưới ra. đường. Nhưng mà chúng ta biết là cho tới giờ phút này đó, cái người mà được đề cử để làm ngoại trưởng để thay ông ngoại trưởng cũ, tức là ông John Kerry đó, thì Vẫn chưa được một bổ nhiệm. vẫn chưa được bổ nhiệm, nhưng mà theo nguồn tin hành lang thì là chắc chắn 100% là ông Rex Rex Tillerson. Tillerson, tức là cái người mà CEO của Exxon ExxonMobil Mobil, sẽ nắm vai ngoại trưởng. Thì đó, khi nói về vấn đề đối ngoại thì chúng ta thường là nhìn về cái đó. Nhưng thế thì từ bữa ông 20 tới nay đó thì chưa có ông ngoại trưởng, thì cái gì? Mọi chuyện nằm trong tay ông tổng Ông thống Trump hết. hết. Cho dù có thì ổng cũng nắm trong tay, nhưng mà có Nhưng mà policy. ít nhất chúng ta thấy này, cái cú đầu tiên mà chưa làm gì hết đã có một cái làm rung động cả cả Á Châu, cả thế giới, tức là nói chuyện với bà Thái Anh Văn, tức Tức là tổng là thống tổng Đài thống của Loan. Đài Loan. Mà chúng ta biết là tổng thống Đài Loan và cái nước cái quốc đảo Đài Loan đó thì đúng ra là một cái hải đảo mà Trung Cộng hết sức là khó chịu nếu người ta nhìn nhận nó là một quốc gia. Bởi vì chúng ta biết là năm 1972 và cái thời gian 79 chứ, thì khi lúc ấy là Hoa Kỳ đã đá cái ghế Hội đồng Liên Hiệp Quốc Của của Taiwan mà Đài Loan nhận lại cho thay China, và gả vào cho Trung cho Cộng. Trung Cộng. Thế thì từ đó đến nay Đài Loan chỉ là một cái tổ chức thương mại và một cái đảo đó, nhưng mà không có quy chế quốc gia. Vì vậy trên trường quốc tế đó thì chỉ có 22 quốc gia là có bang giao với Với Đài Loan. Đài Và những quốc gia lớn như là Nhật Bản hay là Hoa Kỳ á, nó chỉ có một cái phòng liên lạc, phòng thương mại thôi. Loan. Nhưng mà qua cái cú điện thoại vừa rồi làm cho Trung Cộng hoảng hồn. Tức là Trung Cộng lâu nay là chỉ coi là một cái Đài Loan là một cái tỉnh mà gọi là ly khai, một cái tỉnh ly khai, nhưng mà vẫn là một thành phần Thế thì của Trung ngay Cộng. sau đó đó, ở bên Đài Loan nó có một cái survey, nó làm một cái thống kê. Thì nó thống kê cái số người mà dưới 40 tuổi đó, thì có 84% những cái người trả lời là họ muốn độc lập. Đấy. Và vì vậy cái cú mà chúng ta biết là cái cú điện thoại mà bà Thái Anh Văn nói chuyện với ông Donald Trump nó chỉ hơn 10 phút thôi, nhưng mà nó như một quả bom. Tức là cái đó là trong ổng mới được nhậm chức, là tức là Mới gọi đắc cử là thôi chúc mừng, tức gọi là phone chúc mừng, chứ. phải không? Phải không? Tức là mới đắc cử được chúc mừng. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là đó là một cái cú gọi thông thường. Bởi vì cái chuyện này, cái staff của ông Trump đã qua Đài Loan và đã làm việc với một cái firm, tức là một cái law firm rất là uy tín, tức là của ông cựu thượng nghị sĩ hồi xưa ra tranh cử tổng thống đó, tức là Bob Dole. Tức là cái firm law firm do ông Bob Dole, để họ dàn xếp cái chuyện đó, và cái sự dàn xếp ấy tốn vào khoảng 140.000 đô la để có được một cú điện thoại đó. Nhưng mà cú điện thoại đó là trước khi ổng nhậm chức, mà khi mà ổng nhậm chức đó thì cũng có một phái đoàn Đài Loan đi tham dự Đúng cái đúng đúng, rất là trọng thể. Và bà Thái Anh Văn đó khi đi công du Nam Mỹ thì quá cảnh lúc đi cũng như lúc về, và đã được đón tiếp ở ở Cựu Công Sơn, tức là ở ở San Francisco, rất là trọng thể và gặp gỡ các Nếu thương mà như gia ở vậy thì theo đó. dưới cách nhìn thì ông Trump ông muốn nói gì cho Ông ấy muốn nói rằng là cái việc bà Hoa Kỳ, chúng tôi có thể xóa bỏ cái chuyện mà một quốc một gia quốc gia One one China China Policy mà từ nhưng mà trước đến giờ. tàu á là quay cuồng lên, là nói nếu mà các anh mà không có theo cái one China policy có nghĩa là chúng tôi sẽ không quan hệ với anh. Thì bây giờ này, cái cán cân nó, cái nào nó nặng hơn? Thế thì bây giờ tại sao ông Trump làm như vậy? Đây là một trong những cái chính sách đối ngoại quan trọng nhất của ông Trump. Bởi vì trong suốt cái quá trình, nhất là thời 8 năm của Tổng thống Obama đó, thì thấy rõ rằng Trung Cộng đã lấn lướt
không phải là Mỹ không, mà cả Âu Châu và cả Á Châu. Và Trung Cộng đã tung tiền ra để lập hải cảng chỗ này, lập đường xá chỗ kia và dàn dựng ra, đặc biệt là Biển Đông. Do đó nếu mà bây giờ ông này mà cứng mềm mỏng giống như ông Obama trước thì Trung Cộng sẽ lấn tới. Do đó ông này một mặt là dàn dựng bao bao vây, một mặt nữa là đi thẳng vào nội địa, tức là vào cái lõi của vấn đề. Có nghĩa là bây giờ này Đài Loan là chỉ một trong những cái mà một trong những cái phần đối ngoại, thì bây giờ này mình không có nhiều giờ, cho nên Đài Loan là một trong những cái điểm mà ổng sẽ quan trọng. Và cái kế tiếp của ổng đi vào phần đối ngoại, thì nếu bây giờ trong tương lai gần đó, nếu như mà Trung Cộng, liệu Trung Cộng có dám đánh Đài Loan, dùng quân sự này đánh Đài Loan không? Chắc chắn là không. Đúng, không thể đụng độ với Đài Loan bằng quân sự được. Do đó Trung Cộng phải ngậm đắng nuốt cay và thương lượng với Hoa Kỳ. Thì có bốn điểm giống như mình nói đó, là mình thấy đó là cái đối ngoại của ông về Biển Đông là mình thấy là ông Rex Tillerson chưa là bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng mà ông đã nói là không cho Trung Cộng dùng những cái bán đảo tự lập. Ông ấy nói là những cái đảo đó là bất hợp pháp. Tức là anh kiến tạo mấy cái đảo ở Biển Đông là bất hợp lệ. Và vì vậy chúng ta không cho họ tiếp cận. Tức là nếu như vậy đó thì nay mai ông ấy sẽ đem quân sự ông đóng ở đó. Và một cái là khi mà ông John Kerry cái chuyến thăm cuối cùng đó là qua đó ký cái hiệp thương giữa Việt Nam với hãng ExxonMobil. Mà cái chỗ đó người ta nói rằng cái mỏ khí đốt đó là mỏ khí đốt lớn nhất trong vùng đó. Và có thể có khoảng bao nhiêu tỷ khối khí đốt. Và bây giờ đã ký với ExxonMobil. Và nếu đã ký với ExxonMobil tức là Hoa Kỳ đã cắm dùi ở chỗ đó. Thì bây giờ này mình khi mà mình nói ExxonMobil thì mình phải nói thêm một phần nữa, tại nếu nói ExxonMobil và ông Rex Tillerson mà không nói tới vấn đề của ông Putin là cũng Trung Cộng xong bây giờ qua Nga. Thế thì bây giờ người ta chĩa mũi dùi vào tại sao ông Trump nhất định là muốn thân thiện với anh Putin. Thì chúng ta phải thấy cái là cục diện thế giới nó như thế nào đã. Chúng ta biết rằng khi mà Hoa Kỳ muốn đập đổ, muốn phá tan cái khối cộng sản thì Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng. Và khi cái khối Liên Xô sụp đổ, khối Liên Xô là 12, 13 quốc gia và cả những nước Đông Âu nữa, là một cái khối mấy trăm triệu dân. Và khi năm 1989, 90, 91 là cái khối cộng sản toàn bộ Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Bây giờ Nga Xô dân số chỉ còn bao nhiêu? 140 triệu. Tức là theo nhỏ lại. Theo nhỏ lại là một. Thứ hai, kinh tế của Liên bang Xô Viết trước đây đó thì bao trùm. Bây giờ rút lại cái nguồn lợi duy nhất là gì? Khí đốt và dầu hỏa. Trong khi Mỹ bây giờ tự khai thác và dầu hỏa của Mỹ dư. Đúng. Và Trung Đông cũng không phải là cái nhu cầu để cho Mỹ quan tâm nữa. Tức là mình có thể independent. Thành ra cái đó nó không thành cái yếu tố nữa. Và trong 3 năm vừa qua, từ 2 năm vừa qua, đặc biệt thời ông Obama, khi mà cấm vận anh Liên Xô, anh Nga, thì 65% lợi tức bán dầu lửa của anh tức mất. Là bị teo lại và bị anh bây giờ thật sự nhờ. Anh không có khả năng nền kinh tế của anh. Putin là có tham vọng muốn dựng lại cái đế quốc Liên bang Xô Viết trước đây. Đó chỉ là cái mộng ước thôi. Và như vậy thì nếu có bắt tay với ông Trump, có bắt tay với Putin, chẳng qua là để mà đối đầu với Trung Cộng. Chơi Trung Cộng. Chứ còn làm sao mà Nga đối đầu với Mỹ trong lúc này được. Thì đúng. Thì như quý vị nói đó, như quý vị thấy đó, nói một cái sơ lược về quân sự đó, cái sự cán cân bình quân của quân sự đó, chúng ta thấy đó, Nga đưa một gọi là tức là một chiến hàng không mẫu hạm đi qua Syria để đánh cái trận bên Syria. Mà đi một chỉ có một chiếc thôi, mà đi ra nửa đường là đi không đi nổi, tức là bị hư giữa ngay đường. Ngay cái Syria đó, thật sự ra khi ông Obama bỏ cái đó thì ông Obama cũng là vì vấn đề không muốn involve vào cái chiến tranh đó nữa. Thì nếu mà bây giờ chúng ta thấy đó là bây giờ này ông Putin sẽ, nếu mà có thể nói là, nếu mà cách nhìn của chú sẽ bắt tay với Mỹ để mà gọi là xoay diện lại đánh với lại bên Trung Cộng đi chẳng hạn,
Chú nghĩ cái đầu óc của ông Trump là một người thương gia hoặc là một người gọi là businessman hoặc là một người mà gọi là chưa có bao giờ dính vào chính Thì trị, người ta mà cũng nghĩ người không lẽ là có một cái đầu óc suy nghĩ siêu phàm về những không không phải, cái bởi vì chúng ta phải dạ nhìn cái staff của ông, cái dạ staff của cái những là những gọi là những mưu sĩ dạ vâng của ông Trump như thế nào đã. dạ Chúng ta thấy cái nhóm mưu sĩ của ông ấy toàn là những tay gạo cội, toàn là những tay sừng sỏ, mà những tay nghĩa là toàn đối phó những vấn đề lớn ở trên thế giới không ạ. Dạ Chúng ta vâng. thấy ngay cả vấn đề quân sự là ông đưa một ông tướng, mà Tướng ông đúng dạ. tướng ông Mattis là một cái người rất là có uy tín trong quân Dạ đội, James dạ. rất là có uy tín trong quân đội và dân sự nữa. Đúng đúng. Rồi Kelly. Na Kelly, dạ. Nội địa rồi nội ăn dạ. ông Flynn đều là những tướng mà có uy tín, Dạ vâng. có thành tích tốt. Rồi về tham mưu thì người ta chửi Bannon, Bannon là một bộ óc. Steve Bannon dạ. Thì Bannon là một bộ óc, là một nhà chiến lược, Dạ vâng. đừng coi thường. Rồi Rex Tillerson là một một con người mà đã từng đi 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 khắp khắp thế nơi, giới dạ để khắp thế làm giới dạ. và điêu những cái cú gọi là không có ai mà Mà sánh điều kịp. dạ vâng. Thành ra cái staff của ông ta là một khối người toàn là những tay dữ không chứ phải có thường đâu. Dạ. Thành ra đừng nghĩ rằng là ông ấy đối với Putin thì đúng là một tay rất là láo cá Dạ vâng. và một tay có nhiều thủ đoạn. Nhưng mà chẳng lẽ Mỹ không biết cái chuyện đó? Dạ vâng. Nó phải biết chứ, và khi họ tính như vậy. Do đó chúng ta thấy rằng chẳng hạn như vấn đề đối ngoại thì có những vấn đề Á Châu, vấn đề Trung Cộng là vấn đề rất lớn lớn nhất Dạ trong vâng. cái vấn đề chuyện đối nội ở đối ngoại của chúng ta. Nhưng mà vấn đề thứ hai cũng không kém quan trọng, đó là Âu Châu. Dạ vâng. Âu Châu trong suốt thời gian qua, mà nhất là khi Brexit, tức là Anh rút Anh ra rút ra khỏi khỏi. cái Liên hiệp Âu Châu, thì cái khối Âu Châu lung lay và đồng euro ở một cái giai đoạn rất là shaky, tức là có thể bị vỡ. Và như vậy, chẳng những như vậy, các nước ở Âu Châu cũng không đoàn kết với nhau được. Dạ vâng. Và muốn Mỹ phải giúp. Mà Mỹ thì trước đây trong cái NATO là Mỹ tài trợ nhiều nhá, tài trợ nhiều nhất. Ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng vậy, Dạ Mỹ vâng. là tài trợ quá nhiều. Nhưng mà ông Trump cái này lên là nhất quyết Ông bảo thì là bây giờ cái chuyện công bằng, các anh muốn tôi bảo vệ thì các anh cũng phải bỏ tiền ra thì tôi mới bảo vệ được, chứ không phải đừng dựa vào chúng tôi, hãy tự bảo vệ. Nhật cũng vậy nhá, Dạ vâng. Nam Hàn cũng vậy nhá, Dạ vâng. các anh giàu rồi, ok, tự bảo vệ, nhưng mà tôi giúp, Dạ vâng. nhưng mà đừng dựa vào tôi. Tôi nghĩ là cái đó là rất hợp lý, rất là hợp lý. Dạ vâng. Và như vậy tạo ra quốc gia nào cũng có cái thế đứng của mình. Kinh tế ở Mỹ là ông nói gì chuyện NAFTA. NAFTA với lại TPP. TPP thì Dạ. cái vụ TPP đó thì bây giờ Mỹ rút ra thì nó không tan vỡ đâu. Nhưng mà bây giờ nó có hai cái khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là muốn kéo Trung Cộng vào. Dạ. Nhưng mà Nhật thì Nhưng mà cái TPP hồi xưa mình không muốn cho Trung Cộng vào là cái ý nghĩ của những người mà gọi là draft nó ra lúc mà đó là muốn là dùng cái TPP để mà gọi là control cái anh Trung Cộng, mà bây giờ này, nếu mà mời anh vào trong này thì đâu còn gì nữa. thì đó không, vì vậy Dạ. mà những quốc gia khác đó cũng nghĩ rằng Trung Cộng vào không thích hợp, Dạ. là vì hai cái level nó khác nhau, Dạ vâng. hai cái level khác nhau rất là xa và Nhật không muốn. Dạ vâng. Vì vậy ông Trump khi rút ra khỏi TPP thì ông muốn đi thế nào, đi từng từng quốc gia, Từng người một dạ. từng quốc gia. Nhưng mà tháng 2 này này, tuần tới này này, ông thủ tướng Anh, thủ tướng Nhật sẽ tới gặp ông Trump để thảo luận lại. Dạ vâng. Thì chưa biết rằng ông Trump sẽ chấp nhận đến mức nào và làm như thế nào, và làm thế nào để cái TPP nó tiếp tục. Nhưng mà nếu TPP tiếp tục thì chắc là Nhật sẽ dẫn đầu, Dạ đứng vâng. đầu, Thì và nó sẽ thay đổi một họ số những thấy cái khúc mà mình có cái TPP á, thì Trung Cộng cũng có một cái đường thì nó lối. có rồi. Dạ. Khi mà bên này làm cái TPP thì Trung Cộng đã lập ra một Cũng cái một hệ thống, hệ thống một kinh một tế cái Á hệ kinh Châu tế riêng Á cho. Châu Dạ riêng, vâng. và cái level nó thấp hơn Dạ vâng. theo cái, bởi vì nếu không thì Trung Cộng sống Thì chết. nếu mà như vậy mình thấy nếu mà TPP sẽ bị hủy bỏ đi thì Trung Cộng dùng cái cơ hội này để mà Để bành trướng, bành trướng mấy anh kia bành vào trướng. hoặc là kéo kéo mấy anh kia Và vào chẳng trong cái quỹ những đạo của bành họ. trướng đó mà Trung Cộng sẽ lấn nướt luôn các nước ở Thì Á nếu như Châu. vậy là một cái đối ngoại hơi Thì hơi vì thất sách vậy không hay là sao? người ta mới nói rằng nếu mà ông Trump bỏ ngỏ cái Á Châu đó, tức là để cái sân chơi đó cho Trung Cộng thao túng, Dạ vâng. thì tôi nghĩ rằng với cái đầu óc của những người làm thương mại
Và bên cạnh đó những người như ông Pete Navarro là những người mà đã chống Trung Cộng kịch liệt như vậy, thì họ phải tính cái nước cờ nào đó mình chưa biết được. Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ có những cái nước cờ mới mà mình có thể biết được. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề gần Mỹ đi. NAFTA. Cái NAFTA với Mỹ Tây Cơ đi. Đúng. À, với lại Nicaragua với lại Canada. Không, vòng ở dưới. Canada với Mỹ với Mỹ Tây Cơ là ba quốc gia cái thương ước đó, thì bây giờ sẽ tái thảo luận, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không thay đổi bao nhiêu đâu. Dạ vâng. Nó không thay đổi bao nhiêu, có thể là quân bình hơn một chút để cho Mỹ đỡ thiệt hơn. Chẳng hạn như bây giờ này này, Mỹ Tây Cơ một năm á, là xuất cảng vào Mỹ rất là nhiều thứ, nhưng mà Mỹ cái thâm thủng á, mậu dịch đối với Mỹ Tây Cơ một năm vẫn là 60 tỷ. Nhưng mà đa số những cái công ty mà xuống với Mỹ Tây Cơ cũng là công ty của Mỹ. Dạ, giống như xe hơi hay đó, là thì chính cái đó là cái đầu tư của Mỹ ở dưới đó. Dạ vâng. Thế nhưng mà cái hàng hóa bán vào bên này đó thì chắc chắn trong tương lai nó sẽ điều chỉnh cái giá. Dạ vâng. Để cho cái bớt thâm thủng đi. Dạ, bởi vì cái quan điểm của ông Trump là một người làm thương mại đó, tức là anh buôn bán với tôi thì hai bên phải ngang bằng. Đúng, tôi mua vào thì anh cũng phải mua của tôi bán ra thì anh cũng mua hàng của tôi. Dạ, trao đổi thế nào để ngang bằng nhau, đừng thì có anh, quá tranh lệch. Cũng bắn tiếng về anh Trung Cộng là cũng như vậy. Đó, cũng dùng đấy, nhưng mà đối với anh Trung Cộng thì nó lại có nhiều vấn đề khác nữa. Dạ, tại vì đối với Trung Cộng đó thì nó có những cái vấn đề thuộc về ảnh hưởng chính trị của cả cái vùng Á Châu, cả tới Ấn Độ và cả tới cả cái vùng Đông Nam Á nữa. Dạ vâng. Thành ra nó ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Dạ vâng. Còn đối với ở NAFTA thì tôi nghĩ là nó dễ bởi vì bên cạnh đây thôi. Dạ. Đó, thưa quý vị, đó là những cái điểm mà chúng ta đã nhận được từ ông tổng thống Donald Trump của chúng ta trong vòng 12-13 ngày qua. Chỉ có 12-13 ngày mà chúng ta thấy có rất nhiều chuyện mà chúng tôi bàn tới mà bàn không có đủ giờ để bàn tới ngoại giao và đối nội và đối ngoại. Cho nên thưa quý vị, một cái gọi là một cái đường dài 4 năm mà chúng ta mới có nói được có mười mấy ngày thôi, gần 20 ngày là đã có rất là nhiều chuyện mà chúng ta thấy đã thay đổi và đã xoay chuyển về một cái cục diện khác. Thì hy vọng những cái điểm mà chúng ta đặt ra là có thể là không có phải là có hại nhiều lắm cho nước Mỹ trong tương lai, phải không chú? Thì hy vọng là ông Trump. Vâng, thì đó thì bây giờ đó thật sự ra thì những cái điều mà nó còn quá mới để người ta đánh giá. Có những cái có thể thấy nó hiệu quả ngay, nhưng có những cái có thể phải một thời gian nữa. Thí dụ vấn đề Biển Đông chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ có những đụng độ. Đụng độ. Chưa biết đụng độ như thế nào, mà trong đấy còn một cái yếu tố rất là khó chịu cho Mỹ nữa là cái ông Phi Luật Tân nhà mình. Đúng. Ông là người mà đã thắng thế mà không làm gì hết kỳ này. Thế ông ấy là bây giờ là bằng mọi cách muốn đá Mỹ ra khỏi. Dạ vâng. Và từ xưa đến giờ suốt 70-80 năm là do Mỹ nuôi. Dạ vâng. Nó thẳng như vậy. Bây giờ ông muốn đá Mỹ ra, đưa Trung Cộng vào, anh qua Trung Cộng thì được Trung Cộng hứa là sẽ đầu tư vào 33 tỷ. Dạ vâng. Thành ông bảo như vậy thì tốt rồi. Dạ vâng. Thành ra cái chuyện đó có lẽ chúng ta sẽ bàn trong một cái dịp khác. Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là như tạm dừng. Thì hy vọng là có những chương trình kế tiếp chúng tôi sẽ bàn thảo nhiều hơn về ông Tổng thống của chúng ta trong tương lai gần. Dạ, xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chào chú.